bây giờ cả nhà cùng mình đi vô chợ Costco nằm ở Arlington nha cả nhà. Đông quá, khá đông luôn. Ở bên trong chợ rất là lớn nha cả nhà. Ở trong đây là bán đồ đa dạng luôn, tivi, máy giặt, máy sấy, đồng hồ, hộp sòn vàng, giày dép, đồ ăn. Ở trong đây nói chung là cái gì cũng có bán luôn á nha, trong Costco á. Nó lớn giống như là chợ Hoa Mạc vậy đó cả nhà. Wow. Quần áo quá trời luôn cả nhà, còn quần áo đổ đống luôn. Giới này 7 đồng mấy một bịch. Mình sẽ mua một bịch đây. Mình sẽ lấy một bịch giới. Đủ màu luôn. Còn mình lấy cái này đi, có trắng có đen đi cho nó dễ mặc đồ ha cả nhà ha. Một cái này 7 đồng mấy mà bao nhiêu đôi ta? 1 2 3 4 5. 7 đồng mấy 10 đôi rẻ đó. Rẻ đó. Mình mua thêm bịch nữa đi. Mua để dành tới mùa đông mà. Rồi. Không mà cái giới màu đen là dễ mặc đồ nhất hay cái nhà ha. Rồi mình ghé hai bịch đi, háp thành háp. Nửa đen nửa trắng. Đi vô trong đây mình nói nhỏ thôi nha cả nhà, dịch bệnh chưa hết nhưng mà cũng còn lây lắm đó. Nhưng mà nhiều người người ta không thích đeo đó. Mình thấy cũng nhiều người hơi kệ, người ta không đeo kệ người ta, mà mình kỹ thì mình tốt cho bản thân mình với người thân của mình nha cả nhà ha. Mình nhìn trong đây mình thấy nhiều người không đeo lắm, nhưng mà mình đi tuy là hết thì hết, cho mình đi đâu mình cũng đeo hết trơn á cả nhà. Là sanitize. Mình quay qua bên trước cho cả nhà coi ha, đẹp quá ha cả nhà ha. Wow, cái này đẹp quá. Cái hộp sọ này nè, cái tủ này mình thích lắm mà mình chưa có cửa ghé vô đây cả nhà. Đây nè. Trời ơi. Nhẫn một chiếc 5.000 đô đẹp quá ha cả nhà. 5.000 có, 2.800 có, 1.700 có. Cái này là hạt sòng thiệt nha cả nhà. Nè cái hạt này 4.400 nè. Ồ, đẹp quá trời đẹp. Cái đôi bông này là 2.500 nè cả nhà. Đẹp quá. Wow, cái bộ bàn này đẹp quá ha. Cái bộ bàn này rất là đẹp luôn, ghế da luôn nha. Cái này 1.000 đồng. Wow, quá đẹp luôn, 1.000 đồng. 2, 4, 6, 8 cái ghế. Mà ghế này là ghế nhìn là hàng cũng là dạng hạng số 8, số 9 chứ không phải vừa ha. 1.000 đô đẹp đấy ha cái nhà ha. Hôm mình quay vòng vòng cho cả nhà coi, nhưng mà hôm nay mình vô đây mình thấy giấy toilet nè, với giấy lau miệng, với xà bông, rồi thuốc tẩy. Mình hạn chế lấy bớt lại mà để coi bao nhiêu tiền. Tại vì trong chợ này mình lấy ít ít thôi thì thật ra nó cũng là nhiều. Cái chợ này giống như là cái chợ bán sỉ á cả nhà. Giống như quần áo rồi thì mình mua lẻ, còn giống như mà thịt rồi đó thì họ bán thì cũng mình lấy lẻ được. Nhưng mà nói chung ra là mình lấy giống như đồ sỉ nó rẻ hơn ở ngoài, họ bán sỉ nhưng mà mình lấy từng cái được, nhưng mà giá nó rẻ hơn ở ngoài. Nhưng mà cái chợ này mình có thẻ mới vô được nha cả nhà. Cái quần áo họ để coi nè, quá chừng nhiều nè. Cái chợ này nó lớn ghê đó, nhưng mà họ không có để lên trên cao nè, họ để lưng chừng gì đây nè. Cái mình nhìn lên cái nóc nhà. Wow, cái tủ này đẹp quá. Cái tủ này 700 đô. Tủ 700 đẹp quá ha cái nhà hả. Cái tủ này 700 là rẻ đó. Tủ này 700 rẻ đó cái nhà. Nó thấy nhiều hộp quá nha. 3, 6, 7, 8, 9 đó. Kéo luôn. Mà có 700. Wow, đẹp. Chứ giống như cái nhỏ gì đây nè cái nhà. Cái nhỏ xíu gì đây nè mà đã 239. Còn cái bự gì đây nè.
700 thì nó rẻ ra cả nhà được á. Ở trong đây nó có hai màu nè, màu ray với màu trắng, mà mình thích màu trắng. Trong đây bữa nay họ có bán tủ luôn đó nè cả nhà. Tủ này 500 đô một cái tủ. Nhưng mà ở bên đây họ đóng giường, họ đóng tủ rồi họ giống như là họ không có kiểu cả nhà ơi. Họ làm bình dân lắm nè. Đây. Cái tủ gì đây là 470, chắc 470 thế giờ cũng như 500. Ở đây họ làm, họ design nó nhẹ lắm, nó giống như Việt Nam mình kiểu cọ nhiều, còn ở đây nó làm đơn sơ. Còn ở bên đây là nệm nè. Nệm này cái này 90 đồng, còn cái bên đó 250 nha. Đông ghê luôn, hôm nay chợ này đông ghê. Đó, đông. Cái này nè, càng cua này 2 càng 55 đồng. 2 càng này 66 đồng. Wow. Cái này bắt là thức Alaska mới có nè cả nhà, mà để mình lấy một cái càng coi. Mình lấy cái càng rồi. Cái này nó mình kiếm cái càng nào vừa tay thôi, có càng 60-70 đồng nha cả nhà, mình sẽ lấy cái này thôi. Cái này 49 đồng, nó nặng nè, mình tính lấy cái này 41 đồng nhưng mà nó nhẹ, mình nghĩ cái này nó mắc hơn 8 đồng mà nó ngon rồi. Mình sẽ lấy cái này. Bữa nay cái cá mình thích ăn nó lại hết rồi nha. Cái xay mình này cũng ngon lắm nè. Cái xay mình này ngon, mắc ghê, hơn 30 mấy đồng. 2 mấy đồng. 26 đồng. Nó mắc thiệt nhưng mà cá này ngon. Ở đây là hàng chất lượng thôi nha. Một miếng sườn này 48 đồng, 47 đồng nha cả nhà. Miếng sườn heo thấu một trái 6 đồng nha cả nhà. Ngon đó ha cả nhà, chợ này là toàn đồ ngon nha, không có bao giờ có đồ dở đâu, ngon lắm. Chỗ bánh đây, bánh nguyên một hàm bánh, và chỗ này là cái lò bánh luôn, đây nó làm trong đây nó bán luôn, cái nhà đó trong đó người ta làm bánh lớn. Nhà coi là thịt của họ bán nó tươi gói gói luôn, giống như là mới đem về luôn cả nhà, nhìn ngon không? Rất là ngon, nhưng mà con của mình nó thích ăn cái này xào dưới cái măng tây á cả nhà, cho nên mình sẽ mua một miếng này mình về mình xào với măng tây nha. Nói chung là mình thích ăn mà con mình cũng thích ăn luôn, những cái này nó rất là ngon. Ồ, cái miếng này 40 mấy đồng cả nhà, nhưng mà nó không có bán cái miếng nhỏ nhỏ nha, nó bán như là miếng lửa vậy ta, miếng nhỏ nhỏ thôi, nó lớn quá ăn không hết. Ồ, cái cục này chắc nó ngon dữ lắm, 30 mấy đồng mà có 4 miếng này nè cả nhà. 30 mấy đồng. Thịt bò này ngon lắm cả nhà. 3 miếng bự này tới 50 đồng. Mà nhiều quá mình ăn không hết. Còn cái miếng nhỏ này là cho 32 đồng, 33 đồng. Mình sẽ mua miếng này về mình xào măng cho con mình ăn. Ồ, cái này là sườn bò nè cả nhà. Bữa nay mình nhìn giá nó có 17 đồng một miếng, 20 đồng một miếng. Mình hồi nào giờ mình đâu có biết cái sườn bò nó rẻ như vậy đâu cả nhà. Nếu như mà 17 đồng với 20 đồng thì nó rẻ hơn sườn heo nữa. Mình sẽ lấy 2 miếng về mình ốp cho con mình ăn. Nè, bếp cái của cái bát ở trên cái lưng á. Bò này nhìn ngon quá, đồ trong chợ này cả nhà, nhìn tươi gói gói y như là họ mới đem ra luôn á cả nhà. Nhìn là muốn mua liền luôn á. Thịt rất là ngon mà tươi nữa cả nha. Đây nè. Họ không có bán miếng nhỏ nhỏ đâu, họ bán miếng bự bự gì đây. Nè, nhưng mà miếng này nó 26 đồng. Nhưng mà nó rất là nhiều nha cả nhà, mình sẽ lấy một miếng thịt heo này nữa. Về ăn cho một tuần luôn cả nhà ha. Ở đây không có thời gian. Còn thịt ba rọi này 5 miếng này cũng cho 26 đồng.
gà quay luôn cả nhà. Gà quay 4-5 đồng, 8 đồng, 2 đồng mấy luôn, quá ngon luôn. Bò nhìn là đói bụng nó khôn quá. Đây là hàng xà bông. Ủa xà bông này sao có này rẻ gì ta, nó có 7 đồng mấy gì rẻ vậy. Ủa sao này rẻ dữ vậy ta. Ly bịch 2 nha cả nhà. Ủa sao này bữa nay rẻ dữ vậy ta. Có 7 đồng mấy một 7 đồng mấy như 8 đồng thùng là rẻ lắm luôn á. Coi lộn à, nó để giá gì mắc cười hơn, nó để cái bảng giá này như chân cái thùng này là 7 đồng mấy, nhưng mà thực sự ra là không có cái chữ xà bông nha. Chữ thai quay 20 đồng, 19 đồng mấy nha, 20. Lấy hai thùng nha cả nhà. Cái này là nước rửa chén 8 đồng mấy nè cả nhà. 8 đồng mấy, 9 đồng mấy, 7 đồng mấy. Cái loại này 7 đồng mấy nè, nó lột nha. Lấy một thùng đó. Đó bởi vậy cho nên vô cái chợ này mình nói là lấy một chút vậy đó, chứ không còn ra kiếm tiền nó nhiều lắm. Mình lấy cái thùng này, lúc trước mình không thấy cái thùng này cả nhà, là mình lấy cái thùng này mình xài không à. Cái hiệu này hiệu chế táo nè, nhưng mà thật sự ra là cái hiệu chế chanh này nó cũng sạch dữ lắm, mà cái thùng này nó bự hơn nhiều hơn cả nhà ha. Nè đây, cho nên mình sẽ đổi lại mình lấy thùng chế chanh nha cả nhà, cũng 8 đồng mấy. Cái này là cái chai xịt cầu tiêu này nè, nó thơm kỳ luôn, mình thích cái hiệu này lắm. Mình lấy 3 chai luôn nè cả nhà. Xịt bathroom, xịt thùng rác. Xịt nói chung người xịt ở đâu cũng được, nó thơm. Giống như mình cảm thấy nó không có nó hôi á. Cái smell thì mình lấy cái chai này nè. Mình xịt vô cầu, vô tủ như vậy nó thơm kỳ luôn nha. Đây 3 chai 12 đồng. Còn mắc ghê ha, càng ngày càng lên nha. Hồi đó mười mấy đồng ha, bây giờ nó lên tới 23 đồng luôn rồi. Càng mắc. Lúc trước có mười mấy đồng, bây giờ nhiều ghê luôn. Mà mình phải lấy hai thùng này, nhà của mình đông lắm. Thứ hai nữa, mỗi lần đi chợ này á, mình phải có nhiều tiền rồi, mình phải đi phải có cái thẻ vô nữa, cho nên là mỗi lần đi mình lấy hai thùng này thôi. Mình sẽ lấy hai thùng này. Trời ơi, cái gì sàn này cũng tận mắt hết luôn, cũng lên giá luôn, 22 đồng một bịch luôn. Mình cũng phải lấy hai bịch này luôn. À thấy không, lấy hai bịch mà giấy lau tay nè, hai bịch giấy đi cầu không là cả 100 đồng, giấy lau miệng với lấy giấy đi cầu không có 100 đồng á cả nhà. Còn cái hàng này là tả của cái bi nè cả nhà. Cái hàng này là tả của cái bi không nhiều như vậy luôn á. Đủ size hết trơn rồi. Ở đây họ có bán nước lạnh, nhưng mà nước lạnh nó nặng lắm cho nên mình không đun nổi đâu. Nước lạnh nặng lắm, có con mình mới đun được. Tẩy nè, mình mua 3 thùng luôn cả nhà. Mình mua một thùng gì đây nè. Cái này là nó không có bán lẻ nè. Bán thùng một hộp gì đây là 3 chai. 3 thùng là 13 đồng mấy, cũng như 14 đồng. Mình lấy cái này. Cả nhà ơi. Hồi nào tới giờ mình mơ ước á, mình mua cái thùng King Crab này nè. Để mình ăn, mà hồi đó có 270 mấy không mua cả nhà. Bây giờ mùa dịch đó nha cả nhà, là 319 đồng, như 320 đồng cho một thùng nha cả nhà. 319 đồng. Bây giờ mình sẽ lấy một thùng nha cả nhà. Nhưng mà thực sự ra đó, nó lạnh quá cả nhà. Sức khỏe lạnh luôn. Cái này
người ta bắt cũng khó lắm, tới đi ra tới Alaska gì đó bắt có cái con cua này. Lần đầu tiên mình lấy cái hộp này mình mua ăn á cả nhà, là mình mua cái này là con mình nó mua chứ không phải là mình mua. Tại vì cái mùa dịch này á, chính phủ cho tiền con mình á để mua đồ ăn, nhưng mà hồi nào thế giờ muốn mua nhưng mà chưa có mua nó nhiều quá, thì hôm nay mình con mình kêu mình đi thôi mẹ ơi, chính phủ cho mình tiền đó, bây giờ mình đi mua cái thùng này về mình ăn cho nó đã một bữa, thì hôm nay mình đi mua nghe cả nhà, mình đi mua cái thùng này về cho gia đình mình ăn đã một bữa nha cả nhà ha. Rồi bây giờ ra tính tiền cả nhà, một cái xe này để ra tính cho bao nhiêu tiền ha cả nhà. Ra đây cái này hơi bị nhiều quá nha, tại vì cái thùng cua không là hết 320 rồi. Thịt cái này hơi bị nhiều à, mình nghĩ đồ ăn bữa nay chắc cái xe này hơi bị nhiều bữa nay, giờ không lấy gì nữa chưa, giờ đi ra đi lại đó coi có bông không, mình mua bông về mình chưng. Chợ này hoa cũng đẹp lắm nha, một bó 15 đô nha cả nhà. Nè. Bên đó là 15, bên đây là 18 nha cả nhà. 18. Hồi cái hoa này, cái hoa gì nó đẹp hết biết rồi cả nhà. À, còn bên đây là 10 đồng. Bên đây 10 đồng. Cái này nhiêu ta? Ồ, cái bông này bao đẹp lắm luôn. Bông này quá đẹp. Bảy nhiêu ta? Bảy nhiêu mình để ta? Thì chắc 10 đồng. Mua cái này mình sẽ lấy đi ra một chậu này nha cả nhà. Hồi xưa má chồng mình nó thích bông á, giờ vợ chồng mình mất. Mình đi chợ mình thấy bông mình đưa chân mua chân lên mà. Cái thùng cua này lúc trước không mua, bây giờ mua nó là 50 đồng một thùng luôn á cả nhà. Ghê chưa cả nhà? 645 đồng 65 sen nha cả nhà. Đó, vô đây nói ít vậy chứ đi ra tính tiền nhiều lắm, tại vì mắc cái thùng cua này nè. Lần đầu tiên mình được mua cái thùng này luôn á. Rồi, đi về. Giờ mình đi ra đi về. Đi vô cái chợ. Tính thác rồi luôn là 61 đồng. Ý 600 nữa. Cái thô đồ luôn. Là 600 ghê thiệt đó ha, 645 đồng. 45 xem 666 đồng. Nhưng mà đi mình mua 4 cái thùng giấy này mình xài khoảng 2 tháng nha cả nhà, chứ không phải là mỗi tháng mình đi nha. Tại vì cái chợ này mình có cái thẻ mình đi cho nên mình đi á mình mua một lần. Nó hai cái mình mua nhiều á, mình xài được lâu hơn. Rồi đi giờ á, chứ đi cái chợ này ở đây cả nhà, mình luôn luôn mình cầm cái giấy trên cái tay nha, để khi đi ra họ chết mình coi mình có lấy lộn đồ của người ta không đó, họ coi cái giấy mình họ mới cho mình ra nha. Cho nên đi chợ này cả nhà nhớ đừng có giục cái ghi xếp nha. Rồi bây giờ tới kiểm tra đây, mình sẽ đưa cái giấy. Rồi ông này sẽ kiểm đồ mình rồi có đúng hay không. Cái này chắc ăn nữa nè cả nhà, họ sợ mình lấy đồ của họ đó, cho nên đi ra tới cửa là họ phải check out cái nhà. Thank you, you too. Rồi kỹ dễ sợ không, check out xong mình được đi ra khỏi chỗ này. Rồi bây giờ mình ra mình chắc đồ lên trên xe mình đi về nha. Mình cảm ơn cả nhà, cảm ơn anh chị em, ông bà cô chú bác đã xem video của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. I love all, thank you, bye 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 bye.